Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Ti. Và chủ đề của chúng ta hôm nay là một chủ đề hết sức là đặc biệt. Đó là Ti sẽ sử dụng những cái sản phẩm mà Ti yêu thích nhất trong tháng 5 vừa rồi để mà vừa make up, vừa swatch cũng như là review cho mọi người luôn. Và phần make up lúc hôm nay đó là Ti sẽ hóa trang thành một cô nàng gái thẳng hết sức là lồng lộn luôn. Ok, không nói nhiều nữa và mình bắt đầu luôn nha. Bước quan trọng và quen thuộc đầu tiên đó là bước dưỡng da. Tại vì da Ti là thuộc loại da khô, nếu mà không được dưỡng ẩm đúng cách thì da khi đánh nền lên nó sẽ bị mốc và rất là dễ bị hư cái lớp nền. Và hôm nay mình sử dụng serum dưỡng ẩm của Estée Lauder. Kế tiếp là phần kem lót. Bữa nay mình vẫn sử dụng lại cái em kem lót The Professional của Benefit. Tại vì mình không có tìm được cái loại kem lót nào mà tốt hơn, thích hợp hơn với da mình. Mình sẽ tập trung thoa sản phẩm vào những vùng mà mình có khuyết điểm nhiều nè, những cái lỗ chân lông to cũng như là sẹo rỗ. Cho bước foundation hôm nay mình sử dụng foundation của NARS. Đây là cái dòng foundation mà mình yêu thích nhất trong tháng 5 vừa rồi, mặc dù mình chỉ sử dụng em nó mới có 3 tuần. Và để tán cho cái lớp foundation hôm nay được đẹp hơn thì mình sẽ sử dụng cây cọ yêu thích nhất của mình để đánh nền, đó là cây cọ của Morphe. Đây là cái cọ mang mã số E6 của Morphe dùng để đánh nền. Cái lý do mà mình yêu thích máy đó là cái lông cọ nó rất là đã các bạn, tán nền nó rất là đẹp luôn. Thì trước giờ mình chỉ quen sử dụng cái Mood Beauty Blender để mà tán nền thôi, nhưng mà kể từ khi mà mình mua em này là mình thấy được là nó tán nền, cái độ che phủ nó cao hơn cái Beauty Blender rất là nhiều. Cho nên từ bây giờ mình sẽ đổi thói quen một chút, đó là mình sẽ dùng cọ tán nền trước, sau đó dùng Mood Beauty Blender để mà dặm nó lại sau. Quay trở lại với foundation của NARS, cái chất của em này có vẻ là nó đặc hơn so với những cái dòng foundation khác. Thì tất nhiên do nó đặc hơn cho nên là độ che phủ nó cực kỳ cao luôn. Thì các bạn cũng thấy da Ti là da Ti không có được đều màu cũng như là hơi nhiều cái vết thâm do mụn. Cho nên là mình rất là yêu thích những cái dòng foundation nào mà độ che phủ nó cực kỳ cao luôn. Do em nó vừa đặc nè, vừa dày nè, vừa che phủ cao, cho nên là mình không khuyến khích những bạn nào mà đã sở hữu cái làn da đẹp và ít khuyết điểm nha. Tiếp theo mình sẽ sử dụng concealer của Tarte để che khuyết điểm cũng như là highlight những cái vùng mà bắt sáng trên gương mặt. Và tiếp theo, thay vì dùng mousse thì Ti sẽ dùng cọ để mà tán cái lớp che khuyết điểm hồi nãy mình vừa mới apply lên. Và bữa nay mình sử dụng cây cọ E11 của Morphe. Thì các bạn cũng biết trước giờ là Ti đều sử dụng bông mousse để mà tán sản phẩm, nhưng mà kể từ 2 tháng trở lại đây thì mình cũng có tập tành và nghiên cứu cái cách mà sử dụng cọ để mà tán sản phẩm. Thì mình thấy được là khi dùng cọ thì sản phẩm sẽ được tán ra đều hơn và mịn hơn. Nhưng mà các bạn phải lựa chọn cái loại cọ cho nó thích hợp nha. Tiếp theo lại là một sản phẩm mà Ti yêu thích nhất và sử dụng nhiều nhất thời gian gần đây, đó là bông mousse của Morphe. Và Ti cam kết với các bạn luôn, sau khi các bạn mà sử dụng cái bông mousse này rồi là các bạn chỉ muốn là quăng hết những cái bông mousse còn lại ở nhà qua một bên. Tại vì em nó xài rất là đã các bạn, tán sản phẩm rất là đẹp và rất là đều luôn. Cũng như là cái độ thấm hút sản phẩm của em ấy cũng cực kỳ tốt. Kế tiếp mình sẽ sử dụng phấn phủ của Laura Mercier để phủ lên những cái vùng hồi nãy mình vừa mới che khuyết điểm cũng như là vừa mới highlight. Về cái phần phấn phủ thì mình chưa có tìm được cái loại nào tốt hơn em này hết, cho nên tạm thời là mình sử dụng lại nhé. Kế tiếp mình sẽ sử dụng concealer của Tarte để thay thế cho kem lót mắt. Mình sẽ thoa lên cái vùng bầu mắt và dùng tay tán nó ra. Sau đó mình sẽ sử dụng lại một ít phấn phủ để mà phủ lên. Thì cái bước này nó sẽ giúp cho các bạn là chúc các bạn đánh màu mắt lên nó sẽ được đều hơn, nó được rõ hơn và nó lâu trôi hơn. Cho phần màu mắt hôm nay thì mình sử dụng bảng Soft Glam của Anastasia Beverly Hills. Thì cái bảng mắt này đã quá là quen thuộc rồi. Cái lý do mà để Ti cho em nó vào top những sản phẩm mà Ti yêu thích nhất tháng 5, đó là em ấy sở hữu toàn bộ những cái màu mà hot nhất, mà dễ xài nhất hiện nay. Đầu tiên mình sẽ sử dụng một cái màu nâu nhạt trong bảng để nhấn cái đường hốc mắt. Chất phấn của em này cực kỳ mịn luôn, cho nên là tán rất là dễ và màu lên cũng rất là chuẩn. Wow, chết rồi, Ti lại quên kẻ chân mày rồi. Ti hay quên giữa cái bước mà kẻ chân mày với lại phấn mắt lắm, cho nên là các bạn đợi 5 phút nha. 5 minutes later. Ta-da, thì đây là mình đã vừa tắt camera và vẽ cái cặp chân mày.
Sao nóng quá ta? Mẹ bật máy lạnh nhiều vậy mẹ. Và ok, mình bắt đầu lại thôi. Kế tiếp mình sẽ sử dụng một cái màu nâu đậm hơn để nhấn thêm một lần nữa cái đường hốc mắt. Các bạn nhớ là dùng cái màu này đánh thấp hơn cái màu hồi nãy nha, để cho nó tạo được cái hiệu ứng là nó loang loang nhẹ và nó mất dần về cái phía chân mày. Thường thì mình sử dụng những cái loại phấn mắt khác, nó sẽ lên màu nhạt hơn so với cái màu gốc các bạn thấy. Nhưng đặc biệt là màu phấn của em nó trong bản sao thì các bạn đánh mắt lên y chang như vậy, cho nên là mình rất là thích. Tiếp theo mình sẽ sử dụng cái màu đen duy nhất trong bảng để nhấn cái phần đuôi hốc mắt. Ở bước này các bạn nhớ là các bạn lấy ít sản phẩm thôi nha. Nếu mà lấy nhiều quá thì chút blend ra nó rất là khó, tại vì đây là một cái màu đậm nên là các bạn lấy ít thôi, nếu mà hết thì mình lấy thêm. Tương tự mình sẽ làm cho cái phần mắt bên đây. Bước tiếp theo để cho phần makeup mắt lồng lộn hơn, chói sáng hơn thì mình sẽ sử dụng một cái màu nhũ vàng để nhấn cái phần giữa bầu mắt. Mình sẽ tán sản phẩm kéo dài từ đầu mắt cho đến phần giữa mắt. Và các bạn nên nhớ là đừng có đè lên cái phần màu đen hồi nãy mình vừa mới tán nha. Trở lại cái màu nâu đậm hồi nãy, mình sẽ sử dụng màu này để mà tán cho ba màu nó cảm giác là nó hòa quyện vào với nhau, nó tan vào với nhau. Và để cho cái phần makeup mắt lồng lộn hơn nữa thì mình sẽ sử dụng một cái màu nhũ dạng lỏng và màu đồng. Đây là cái cây nhũ mình rất là yêu thích cũng như là rất là bắt sáng luôn. Mình mua em nó ngay cái shop mỹ phẩm Thanh Hằng ở Lý Chính Thắng, thì cái shop này rất là nổi tiếng. Thì chút có gì mình sẽ để cái link bên dưới nha. Mình sẽ dùng em nó và đánh ngay giữa phần bầu mắt. Nhớ là đánh ít thôi nha, đánh theo tí hướng dẫn thôi. Tiếp theo sẽ là phần mắt dưới, mình sử dụng cái màu nâu đậm để đánh hết cái phần mắt dưới. Tiếp theo sử dụng cái màu đen duy nhất trong bảng đánh 1/3 cái đuôi mắt. Các bạn nhớ nha, các bạn dùng cái màu đậm nó đánh thấp hơn cái màu nhạt, cho nó tạo nên cái hiệu ứng là nó loang loang ra, nó mất dần, chứ tránh hạn chế là nó đè lên nha, thì nhìn nó sẽ không có tự nhiên cho lắm, không có được đẹp. À quên nữa, mình sử dụng lại cái phần nhũ mắt để mình nhấn ở giữa cái phần mắt dưới một ít. Tiếp theo là phần kẻ mắt, thì phần này khá là mất thời gian cho nên là mình quyết định mình sẽ tắt camera và sau khi kẻ mình sẽ quay lại. 5 minutes later. Ta-da, và Ti đã hoàn thành xong cái phần kẻ mắt rồi đây. Bước tiếp theo của chúng ta sẽ là bấm mi và mascara. Tiếp theo mình sẽ sử dụng mascara chuốt cho mi nó dày hơn và nó cong hơn. Cái bước này các bạn nhớ cẩn thận nha, khi mà mascara mà dính vào mắt hoặc là dính vào cái lớp nền rồi thì nó rất là khó để chùi. Nếu mà nó có lỡ dính thì các bạn đợi khô các bạn hãy lau nha. Nếu mà để ướt mà lau quá là nó sẽ hư hết cái lớp makeup của bạn, rất là uổng nha. Tiếp theo là phần mắt dưới. Và đây phần Ti thích nhất, đó là mi giả. Bữa nay Ti sử dụng một cặp mi thật là dài và thật là cong vút để cho phù hợp với lại phần makeup hôm nay. Tại vì chủ đề makeup của chúng ta hôm nay đó là hóa thân thành một cô nàng gái thẳng hết sức là lồng lộn, cho nên là càng lồng lộn càng tốt. Và đây các bạn thấy không, sau khi gắn mi là mắt mình khác biệt rất là nhiều luôn. Nó đã to hơn, nhìn nó có hồn hơn và rất là thu hút luôn. Tiếp theo mình sẽ sử dụng phấn phủ của MAC để phủ lên toàn bộ cái lớp makeup. Bước này nó sẽ giúp cho cái lớp nền của chúng ta nó được đều màu hơn, cũng như là giữ cho cái lớp nền chúng ta nó lâu trôi hơn. Cái em này cũng phải 2 tháng rồi mình mới sử dụng, nhưng mà khi mở ra thì nó đã bể tan nát rồi. Không biết thủ phạm là ai hết nhưng mà rất là buồn. Không có nỗi đau nào mà nó đau hơn cái nỗi đau mà nó phấn nó bị bể. Thiệt với các bạn luôn.
Bước tiếp theo sẽ là tạo khối. Và sản phẩm bữa nay tôi sử dụng là một cái sản phẩm hoàn toàn mới luôn. Đó là mình vừa mới nhận tức thì và mình bấm máy ngay luôn. Và tất nhiên em nó cũng nằm trong top những cái sản phẩm mà Ti yêu thích nhất tháng 5 vừa rồi. Cái bản phấn này gọi là vừa mới với Ti mà cũng vừa lạ với Ti. Thì Ti chỉ mới sử dụng một cái ô má hồng và một cái ô bronzer Hoola của Benefit thôi. Còn lại là mình chưa có sử dụng. Đây là bản Plus Bar của Benefit. Thì cái bản này là một cái bản phiên bản giới hạn được Benefit gom 4 cái màu má hồng và một cái màu bronzer hoặc là tạo khối vào chung một bản luôn. Rất là tiện lợi. Bữa nay Ti sử dụng cái màu Hoola để mà tạo khối. À, bữa nay mình sử dụng cọ của Morphe để tạo khối nha. Cái cây cọ này cũng là một trong những cái cây cọ mà Ti yêu thích nhất trong cái tháng 5 vừa rồi. Khác với những cái em cọ tạo khối khác thì cái lông của em này nó rất là mịn, nó rất là mềm. Do cái lông cọ nó mềm mại, nhẹ nhàng theo kiểu tự nhiên á. Cho nên khi các bạn đánh lên da cái cảm giác nó rất là đã luôn. Và tiếp theo đó là phần sống mũi. Mình sử dụng lại cái màu Hoola để đánh sống mũi luôn. Mình sẽ tán phấn dọc theo hai bên cánh mũi, tạo thành hai đường thẳng dọc và song song để cho mũi của chúng ta nhìn nó cao hơn, nó thon hơn và nó thẳng hơn. Kế tiếp chỉ việc tán sản phẩm ra cho nó đều hơn thôi. Và cuối cùng chỉ việc lấy hai ngón tay út tán cho cái lượng sản phẩm nó đều hơn. Tiếp theo là phần má hồng. Bữa nay mình sử dụng ô má hồng 8O của Morphe. Cái má hồng này thì mình chỉ mới mua vào tuần trước thôi. Nhưng mà khi sử dụng lên da là mình cho ngay em nó vào top cái sản phẩm mà mình yêu thích nhất. Đó là em nó sở hữu toàn những cái tông màu dễ đánh, dễ sử dụng và phù hợp với tất cả những cái tông make up luôn. Do cái tông make up của chúng ta hơi hướng nâu cho nên là mình cũng sử dụng một cái tông má nó hơi nâu. Cái chất phấn của Morphe thì không cần nói nhiều nữa ha. Lên da rất là mịn, dễ tán và không có bị loang lỗ. Tiếp theo là phần lồng lộn nhất và Ti đặc biệt yêu thích hôm nay, đó là highlight. Đầu tiên sẽ là em Colourpop. Em này có điểm đặc biệt hơn so với những cái dòng highlight khác. Đó là em nó có cái chất là nó mềm mềm, nó xốp xốp, rồi nó rất là đã các bạn. Thì cái đặc điểm này giúp cho em nó lên da rất là tự nhiên cũng như là rất là dễ tán. Đầu tiên mình sẽ sử dụng highlight của Colourpop để nhấn cái phần sống mũi. Mình sẽ tập trung ngay cái phần chóp mũi nè, ngay nửa cái thân mũi. Các bạn hạn chế là đánh một cái đường dài và cái đường sọc ngay thân sống mũi nha. Tại vì làm vậy là mũi của các bạn nhìn nó rất là giả và nó không có được tự nhiên. Một ít ngay nhân trung. Tiếp theo là phấn highlight của Anastasia Beverly Hills. Tuy đây là cái lần thứ hai mình mới sử dụng em nó thôi, nhưng mà mình đây chắc chắn sẽ là cái highlight mà mình sử dụng nhiều nhất trong năm nay. Sơ thôi là các bạn cũng đã thấy được cái sự bắt sáng của nó rồi ha. Nó rất là lồng lộn và nó rất là chói luôn. Trước khi biết em này thì mình chỉ sử dụng cái em highlight của MAC thôi. Nhưng mà kể từ bây giờ là mình tạm thời cho cái em MAC một bên. Mình sẽ sử dụng phấn để nhấn vào những cái điểm mà bắt sáng trên gương mặt. Đầu tiên đó là phần xương chân mày nè. Đây là cái phần mà tôi nghĩ là nên tập trung nhiều nhất. Và nếu như các bạn muốn lồng lộn thì các bạn thoa càng nhiều càng tốt. Đây các bạn có tin lời thì chưa, đó là em nói rất là bắt sáng luôn. Chỉ cần thoa một lớp nhẹ thôi nha, đi một cái đường nhẹ thôi. Thậm chí là không cần lấy phấn lần hai luôn các bạn. Một ít ngay trán nè. Tiếp theo mình sẽ sử dụng một ít highlight nhấn vào cái phần đầu mắt để cho mắt chúng ta nó cảm giác là nó lung linh hơn. Phần quan trọng tiếp theo đó là son môi. Bữa nay mình sử dụng set son mini của Huda Beauty. Thì một set như thế này sẽ gồm một cây son kem lì nè, một cái chì kẻ viền môi và một thỏi son bóng. Đầu tiên mình sẽ sử dụng chì kẻ viền môi để tạo một cái viền thật là hoàn hảo trong môi. Thì cái bước này nó sẽ giúp cho môi các bạn nó to hơn nếu như các bạn nào mà muốn môi mình nó to và nó mọng. Ngoài ra em nó còn giúp cho các bạn là chúc các bạn đánh son nó sẽ không có bị lem. Tiếp theo mình sẽ sử dụng thỏi son kem mini để thoa hết và làm đầy cái phần môi ở bên trong. Chất son của Huda Beauty thì các bạn cũng biết rồi ha. Thì em nó là cái chất nó lỏng, rất là lỏng luôn. Sau 5 đến 10 giây thì em nó sẽ tự động nó khô lại và nó cực kỳ lì trên môi luôn.
do nó rất là lì và rất là khô, cho nên là mình không khuyến khích những bạn nào mà không quen sử dụng những cái loại son lì hoặc là môi quá khô nha. Bước cuối cùng đó là set lại toàn bộ lớp makeup bằng setting spray của MAC. Và xong, phần makeup của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta cùng nhìn lại thành quả nào. Ok, và chương trình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra xem hết cái video ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng cái video ngày hôm nay sẽ mang một chút gì đó gọi là giải trí cho mọi người. Thì các bạn thấy phần makeup hôm nay như thế nào thì cứ comment bên dưới cho tôi biết nha. Và mọi người nhớ đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh YouTube của tôi nha. Bye. Tôi, Tile, giám khảo The Face Việt Nam 2018.